Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Mời quý vị lắng nghe thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch của tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 12 tháng 9 đến 18 giờ ngày 13 tháng 9. Tây Ninh ghi nhận 72 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 71 ca so với ngày 12 tháng 9. Phân theo yếu tố dịch tễ, test dương sàng lọc 30 ca, F1 truy vết 5 ca, cách ly tập trung 37 ca. Phân theo nơi cư trú, huyện Tân Châu 24 ca, giảm 19 ca, trong đó Suối Dây 2 ca, Tân Đông 1 ca, Tân Hòa 6 ca, Tân Hội 4 ca, Tân Hưng 2 ca, Tân Phú 5 ca, Tân Thành 1 ca, Thành Đông 3 ca. Huyện Tân Biên 21 ca, tăng 21 ca, trong đó Hòa Hiệp 1 ca, thị trấn Tân Biên 17 ca, Tân Bình 1 ca, Thành Bình 1 ca, Mỏ Công 1 ca, thị xã Trảng Bàng 9 ca, giảm 31 ca. Trong đó An Hòa 1 ca, An Tịnh 1 ca, Gia Bình 3 ca, Gia Lộc 4 ca. Huyện Gò Dầu 8 ca, tăng 5 ca, trong đó thị trấn Gò Dầu 3 ca, Bầu Đồn 5 ca, huyện Châu Thành 4 ca, giảm 25 ca, tại thị trấn Châu Thành. Huyện Dương Minh Châu 4 ca, giảm 16 ca tại Chà Là. Thành phố Tây Ninh 2 ca, giảm 4 ca, trong đó Thành Tân 1 ca, Phường 3 1 ca. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 7.789 ca, đang điều trị 2.086 ca, đã điều trị khỏi xuất viện 5.594 ca, trong đó ngày 13 tháng 9, 91 ca. Số ca tử vong trong ngày 13 tháng 9, 3 ca. Tính đến ngày 13 tháng 9, tỉnh đã thiết lập 675 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 210 vùng, 465 vùng đã kết thúc phong tỏa. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.791 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 3.941 người. Một số thông tin khác. Về tình hình tiêm vaccine, tổng số vaccine tỉnh được Bộ Y tế phân bổ đến ngày 13 tháng 9 là 319.060 liều, đã tiêm được 323.074 liều trên 319.060 liều nhận từ phân bổ của Bộ Y tế, trong đó mũi 1 282.394 liều, mũi 2 40.680 liều, đạt tỷ lệ 101,2% từ phân bổ của Bộ Y tế, công suất tiêm bình quân từ 32.000 liều một ngày, với 108 điểm tiêm cố định và 31 đội tiêm lưu động. Tình hình an ninh trật tự trong thực hiện giãn cách của các địa phương. Trong ngày 13 tháng 9, lực lượng công an các cấp đã tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã phát hiện lập biên bản vi phạm 14 trường hợp. Từ khi thực hiện chỉ thị 16, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9.419 trường hợp. Thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68 trong ngày 13 tháng 9 không phát sinh hồ sơ phê duyệt. Tổng số các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày 13 tháng 9, 206 người với số tiền 310 triệu đồng. Tổng số các địa phương đã chi hỗ trợ từ khi thực hiện chính sách đến ngày 13 tháng 9, 26.671 người với số tiền 40.289.070.000 đồng. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe thông tin. Quý vị hãy đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thân mến chào tạm biệt.